Xin chào các bạn, đến với khu vườn Nhật Bản Hoàng Long, Ohio, nằm ở đèo Mimosa. Nơi đây có phong cảnh rất đẹp và xung quanh là những hồ cá, koi và cây kiểng, bonsai. Và đặc biệt là không khí Đà Lạt thì rất là mát quanh năm, tạo cho con người dễ chịu khi đến tham quan nơi đây. Xin mời các bạn cùng tôi tham quan khu vườn Nhật Bản này nhé.